khi mất ấy, mẹ mẹ để cho em đi đi xa xong rồi ở nhà chúng ta đi nữa. Rồi em thở như thế nào? Em thở bằng miệng không á. Em mũi mà mới sinh ra sáng với chiều nhà không bị cháy á. Cái xã hội bây giờ rào cản nhất là cái ngoại hình của mình, và khi mình tiếp xúc với người ta mình rất là e ngại. Giấc mộng chết thì cuộc đời cũng hết. Người ta hay gục ngã trước số phận của bản thân, đôi khi không dám nghĩ đến ngày đổi thay được số phận chính mình. Hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn á, thế nên là ước mơ của em sẽ là không những là mẹ em đâu mà cả bà ngoại em nữa. Đến tận những giây phút cuối rồi em vẫn luôn mong là em có thể thay đổi được. Em luôn cảm giác là mẹ em luôn cảm thấy là nợ em một cái gì đấy trong cuộc đời này. Trước khi mất ấy, mẹ mẹ để cho em đi đi xa xong rồi ở nhà gia đình nữa. Đến bây giờ đấy là cái ám ảnh lớn nhất của em. Gần 4 năm rồi em chưa từng có nghĩa là dám mở lòng với bất cứ ai, bởi vì những tổn thương mà mình đi qua nó quá lớn. Tôi vẫn luôn mơ ước là được mặc một bộ đồ đẹp và xác con gái đi ra ngoài đường mà không cần phải mang khẩu trang, để mọi người vẫn có thể nhìn được là mặt tôi và con gái thôi. Có những điều đối với người khác là bình thường, nhưng đối với cô gái trẻ Huỳnh Thị Nghi thì đó là một ước mơ. 30 năm thở miệng vì không có chiếc mũi, cũng chẳng biết được mùi hương ra sao. Có người hiểu thì họ thương, còn người không hiểu thì họ lấy khiếm khuyết đó sẽ làm trò cười. Dù sao thì em cũng đã quen với việc bị chế giễu vậy rồi. Dần dần em học cách chấp nhận, bởi em biết ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh thiệt thòi hơn mình. Nhưng họ vẫn phấn đấu vươn lên số phận. Với khiếm khuyết của em thì chỉ là một phần nhỏ của họ, nhưng ở sâu trong vẻ lạc quan ấy, em vẫn muốn mình được bình thường như mọi người. Muốn đi đâu, làm gì thì mình cũng không phải là tâm điểm của mọi ánh mắt xung quanh. Với đồng lương công nhân ít ỏi, chẳng đủ trang trải cuộc sống, thì đến bao giờ em mới thực hiện được ước mơ thay đổi diện mạo mới? Em mong chương trình giúp đỡ để em có được chiếc mũi bình thường với bao người. Bị kỳ thị khi đi làm giúp việc cho một gia đình, chị Lê Thị Băng Túy cũng khiến nhiều người nghẹn lòng khi chia sẻ nỗi lòng trong tâm thư gửi về chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Em có một ước mơ là được trở thành người bình thường như bao người con gái khác. Em đã đăng ký phẫu thuật miễn phí 4 lần với những chương trình của phái đoàn ở Mỹ qua mà không khỏi. Nhà em thì em là người lao động chính, mẹ em năm nay 68 tuổi, rất mong chương trình giúp em. Vào lớp, nhưng bị bạn bè gọi là con ma và xa lánh kỳ thị chính là những nỗi đau mà cô gái trẻ Nguyễn Thị Ngọt phải âm thầm chịu đựng hơn 20 năm qua. Đến năm học lớp 5, Ngọt phải nghỉ học vì ba qua đời. Đáng thương thay, tròn tuổi 17, em lại bị người thương từ chối vì ngoại hình khác biệt. Ngọc viết trong tâm thư: năm em 17, em cũng có người thương, nhưng vì em không có ngoại hình nên cha mẹ người đó đã không đồng ý, và hai đứa chia tay dù rất thương. Lên năm 18, em đi làm, trước bao ánh nhìn của mọi người, em chỉ biết đeo khẩu trang suốt để che đi gương mặt xấu xí của mình. Dù khi làm mệt, khó thở, em cũng không dám mở khẩu trang. Đôi lúc, em cũng ước ao hòa nhập với mọi người, không cần phải trốn tránh, che giấu nữa. Xa gia đình từ bé, chàng thanh niên người Khmer chỉ biết lủi thủi sống cạnh bà nội ở dãy trọ, chạy cơm từng bữa. Thương hơn, hầm hô phát triển quá mức khiến anh bị nhiều người từ chối khi đi xin việc. Ngày mang sính lễ dạm hỏi người yêu, Tuyền chỉ biết ngậm ngùi mặc cảm vì bị gia đình nhà gái từ chối ngoại hình. Từ ngày ấy cho đến nay, chàng trai người dân tộc này luôn ấp ủ khao khát một diện mạo hoàn chỉnh. Tôi chỉ mong muốn cái ngoại hình, cái xã hội bây giờ, cái ngoại mặt rào cản nhất là cái ngoại hình của mình. Nên khi mình tiếp xúc với người ta rất là e ngại.
Em có khuyết điểm hàm hô nên cuộc sống hàng ngày làm em mặc cảm tự ti, bị bạn bè đem so sánh và đùa cợt. Em rất buồn mà không biết chia sẻ cùng ai. Tình duyên của em gặp nhiều trắc trở. 2 năm trước em có thương một cô gái, cứ ngỡ duyên nợ đến với nhau. Nhưng sắp đến ngày dạm hỏi thì cô ấy lại hủy hôn, làm em cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Có phải vì ngoại hình của mình mà người ta không chấp nhận? Chúng ta đều là những người muốn được yêu thương, trân trọng, nhưng số phận lại đẩy đưa vào sóng bể cuộc đời. Ta không thể thắng được tạo hóa, ta không thể làm chủ được số mệnh. Liệu cuộc đời họ có rơi vào ngõ cụt? Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.